Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại học cái bài về make or do. Cả hai cái động từ này đều có nghĩa là làm. Vậy khi nào thì dùng make, khi nào thì dùng do? Make is used in a situation where we are creating, constructing or building something. Creating là mang tính sáng tạo. Constructing or building, cả hai từ này đều có nghĩa là xây dựng. Mình chế tạo cái gì đó, mình sáng tạo cái gì đó, mình làm một cái gì đó và mình chú trọng đến cái kết quả. Refers to a result, là mình chú trọng đến cái kết quả. Ví dụ như I make breakfast for my parents. Tôi làm đồ ăn sáng cho ba mẹ tôi. Như vậy cái kết quả nó là một cái bữa ăn sáng, chứ không phải là một miếng bánh mì, một trái cà chua, một quả trứng hay là miếng bơ. Đó, mình không chú trọng đến những cái thành phần đó, mà mình chú trọng đến cái kết quả. Cái kết quả là gì? Là một bữa ăn sáng. Rồi do is used in a situation where we are performing an action or an activity or a task. Do được dùng trong cái tình huống khi mà mình thực hiện một cái hành động gì đó, một cái hoạt động gì đó, một nhiệm vụ gì đó. Refers to the action, mình chú trọng đến cái hoạt động, cái hành động. Ví dụ như I always do my homework with my mom. Ví dụ như tôi làm bài tập với mẹ tôi. Đó, nó có sự khác nhau ha. Một bên thì chú trọng đến cái kết quả và một bên chú trọng đến cái hành động. Rồi, các bạn đã rõ chưa? Nếu có gì không hiểu thì nhắn tin hỏi nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.